Ngày 13 tháng 2. Làm cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa trở nên hữu hình. Trái ngược với thế gian hận thù. Bất cứ khi nào ta yêu kẻ thù là ta đang thể hiện một điều gì đó về tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa. Ngài là đấng muốn quy tụ mọi người lại với nhau thành con cái của một cha trên trời. Bất cứ khi nào ta tha thứ thay vì oán giận, chúc lành thay vì nguyền rủa, băng bó vết thương thay vì sát muối vào nhau, khích lệ thay vì ngăn cản, gieo hy vọng thay vì gây tuyệt vọng, đón nhận thay vì quấy rối, chào đón thay vì lạnh nhạt, cảm ơn thay vì chỉ trích, khen ngợi thay vì phỉ báng nhau. Nói tóm lại, bất cứ khi nào ta lựa chọn ủng hộ chứ không chống đối nhau, là ta đang làm cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa có thể trở nên hữu hình. Đó là khi ta đang giảm bớt bạo lực. Đó là khi ta đang sản sinh một cộng đoàn mới.